Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Đại án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã kết thúc tòa sơ thẩm với án tử hình dành cho bà Trương Mỹ Lan. Tòa đã tuyên buộc bị cáo, nhiều người và tổ chức liên quan bà Trương Mỹ Lan phải nộp lại tiền nhằm bồi hoàn cho SCB. Ngoài ra, tòa cũng giao SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho 1.243 khoản vay, hợp đồng tín dụng còn nghĩa vụ nợ trong vụ án. Tòa đề nghị SCB trong trường hợp nếu xử lý tài sản theo hợp đồng thế chấp để thu hồi nợ, thì sau khi xử lý xong các khoản nợ được đảm bảo bằng các tài sản tương ứng, thì phần giá trị tài sản còn lại nếu có cần phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế C03 Bộ Công an để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan và dùng toàn bộ phần còn lại đó để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án này. Các tài sản tiếp tục bị tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án gồm 116,3 tỷ đồng mà ông Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Greenhill Village và gia đình tự nguyện nộp lại, 190.000 đô la Mỹ của ông Trần Văn Hùng nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ của bà Lan trong toàn bộ vụ án, số tiền 50 tỷ đồng của ông Nguyễn Phú Tiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Nhật Tân Long An, nộp 414,9 tỷ đồng của công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đã nộp. Ngoài ra, một trong những kiến nghị quan trọng của hội đồng xét xử là kiến nghị cơ quan điều tra xác minh dòng tiền 108.878 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu đô la Mỹ để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ các sai phạm liên quan nếu có để xử lý. Đáng chú ý, trong phần tuyên án, hội đồng xét xử cho biết trong số 1.237 bất động sản bị kê biên, có 6 bất động sản của công ty cổ phần đầu tư Quốc Cường Gia Lai. Để đảm bảo thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan trong vụ án, hội đồng xét xử buộc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại số tiền 2.882 tỷ đồng đã nhận của bà Lan, đồng thời tiếp tục kê biên 16 bất động sản với tổng diện tích khoảng 1 hectare tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, giao Bộ Công an tiếp tục điều tra để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Số tiền 2.882,8 tỷ đồng và 16 bất động sản bị kê biên trong vụ án này liên quan trực tiếp đến dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này có quy mô 91,96 hectare do Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư. Tháng 3 năm 2017, dù chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng nhưng Quốc Cường Gia Lai đã ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án với công ty cổ phần đầu tư Sunny Island, Sunny Island, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, giá trị chuyển nhượng dự án là 4.800 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, chậm nhất ngày 10 tháng 9 năm 2017, Sunny Island phải thanh toán toàn bộ số tiền này cho Quốc Cường Gia Lai. Đổi lại, Sunny Island giữ các giấy tờ đất đai tổng diện tích 65 hectare của dự án mà chủ đầu tư đã đền bù xong. Nhưng khi đến hạn, Sunny Island mới chỉ trả cho Quốc Cường Gia Lai 2.882 tỷ đồng, trong đó 1.150 tỷ đồng chuyển cho ngân hàng BIDV để giải chấp dự án khác cho Quốc Cường Gia Lai và 1.732 tỷ đồng chuyển cho doanh nghiệp này để chi trả tiền đền bù tại dự án. Cho rằng Sunny Island vi phạm nghĩa vụ thanh toán, về phía Quốc Cường Gia Lai, công ty này muốn được gỡ kê biên, nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số bất động sản trên. Khi tranh chấp đang được VIAC phân xử, Sunny Island bất ngờ gửi đơn tố cáo đến Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc Quốc Cường Gia Lai bán dự án khi chưa hoàn tất đền bù. Cuối tháng 5 năm 2023, VIAC ra phán quyết chung thẩm. Ngoài 3,4 tỷ đồng án phí, VIAC còn buộc Sunny Island hoàn trả toàn bộ hồ sơ đền bù đất đai cho Quốc Cường Gia Lai. Với phán quyết này, Quốc Cường Gia Lai nghiễm nhiên có 2.882 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết yêu cầu của Sunny Island, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Công an cho biết, toàn bộ hồ sơ đền bù 65 hectare của dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển là tài liệu chứng cứ của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết VIAC của Sunny Island. Mới đây, trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 1 năm 2024 do Bộ Tư pháp tổ chức, đã có thông tin sơ bộ việc thi hành án vụ Trương Mỹ Lan. Tòa án đã buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn 673.000 tỷ đồng cho SCB. Vậy bản án này sẽ được thi hành án như thế nào?
Theo đó, ngoài trách nhiệm hình sự là mức án tử hình, bị cáo Trương Mỹ Lan buộc phải bồi thường hàng trăm ngàn tỷ đồng cho SCB. Số tài sản bị kê biên trong vụ án này là khổng lồ, lên tới hàng ngàn bất động sản. Khối lượng công việc phải thi hành cũng rất lớn. Vậy cơ quan thi hành án có xây dựng kế hoạch gì cho việc thi hành án? Có khó khăn gì không? Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn liên quan đến một vụ khác về trái phiếu với hàng chục ngàn bị hại. Vậy, việc thi hành án dân sự trong vụ SCB có chờ bản án của vụ việc này để xử lý một cách tổng thể hay không? Trả lời cho vấn đề này, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự Bộ Tư pháp cho biết, ngay trong giai đoạn điều tra truy tố xét xử vụ án nêu trên, các tài sản vật chứng đã được chuyển giao cho cơ quan thi hành án. Do đó, Tổng cục Thi hành án Dân sự đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát tính pháp lý của các tài sản để đảm bảo cho quá trình thi hành án sau này. Ông Lợi nhấn mạnh, bản án mới tuyên là án sơ thẩm nên chưa có hiệu lực thi hành án. Trường hợp phần án dân sự nêu tới đây không có kháng cáo, kháng nghị hoặc bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Ông Lợi thông tin, sau khi bản án có hiệu lực, người được thi hành án có đơn đề nghị thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ ban hành quyết định thi hành án. Vẫn theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự, vụ án Vạn Thịnh Phát có quy mô rất lớn, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội. Tổng cục Thi hành án Dân sự đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, chủ yếu là Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch chi tiết về bố trí nguồn lực thi hành án. Tổng cục cũng chủ động cử cán bộ hướng dẫn công tác thi hành án nhằm sẵn sàng thi hành ngay khi bản án có hiệu lực. Đối với vụ án liên quan đến trái phiếu, ông Lợi cho hay khi có bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự cũng sẽ được thực hiện đúng quy định pháp luật. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm. Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình, 85 bị cáo còn lại là mức án từ án treo đến chung thân. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử cho rằng thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng, dư nợ 1.284 khoản vay nhằm rút tiền SCB. Sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng, tương đương dư nợ 1.243 trên 1.284 khoản vay. Đối với 1.122 mã tài sản đang thế chấp tại SCB, Hội đồng xét xử đề nghị SCB phối hợp với C03 Bộ Công an để xác minh tài sản nào của bị cáo Trương Mỹ Lan thì xử lý để đảm bảo việc thi hành án. Như đã đưa tin, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có nhiều tình tiết giảm nhẹ để được hưởng mức án dưới khung hình phạt, còn khối tài sản của bị cáo này đang được xác minh nguồn gốc ở một vụ án khác. Tại phần tuyên án, hội đồng xét xử cho biết số tiền 35 tỷ đồng mà vợ chồng Trương Xuân Đức đưa cho ông Đỗ Hữu Ca, hội đồng xét xử đánh giá số tiền này nhằm lo lót, vụ lợi nên cần tịch thu vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, do vợ chồng Trương Xuân Đức đã có hành vi tự thú về việc hối lộ và khai báo số tiền này, vì vậy hội đồng xét xử quyết định trả lại vợ chồng Trương Xuân Đức một phần số tiền là 15 tỷ đồng. Về phán quyết trả lại 15 tỷ đồng trong vụ đưa hối lộ, luật sư Nguyễn Việt Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội đồng xét xử quyết định trả lại vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức 15 tỷ đồng là một phần trong số tiền 35 tỷ đồng dùng để đưa cho ông Đỗ Hữu Ca là có căn cứ và đúng pháp luật được quy định tại khoản 7, điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tội đưa hối lộ. Cụ thể, khoản 7 quy định người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Cạnh đó, khoản 6 điều 2 nghị quyết 03/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn, chủ động khai báo trước khi bị phát giác là trường hợp hành vi phạm tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ chưa bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, chưa bị ai tố giác, nhưng người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ đã tự khai báo toàn bộ sự việc đưa hối lộ, môi giới hối lộ mà mình thực hiện. Trong vụ án này, ngoài việc bị xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, vợ chồng Trương Xuân Đức còn bị xét xử về tội đưa hối lộ.
Tuy nhiên, khác với hành vi mua bán trái phép hóa đơn bị cơ quan chức năng phát hiện, hành vi đưa hối lộ được vợ chồng Trương Xuân Đức tự nguyện khai báo toàn bộ sự việc. Số tiền đưa hối lộ mà mình thực hiện trước khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện nên thuộc trường hợp người hối lộ đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác. Do vậy, hội đồng xét xử tuyên trả lại một phần số tiền dùng để đưa hối lộ là có căn cứ và đúng pháp luật. Ngoài ra, việc hội đồng xét xử quyết định trả lại số tiền 15 tỷ đồng, tạo điều kiện để vợ chồng Trương Xuân Đức nộp tiền khắc phục hậu quả vào ngân sách nhà nước, số tiền đã thu lợi bất chính từ hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ cũng như có thêm tình tiết để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt tại tòa án cấp phúc thẩm nếu vợ chồng Trương Xuân Đức có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trương Xuân Đức bị tuyên phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt 9 năm. Mới đây, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My. Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng nguyên trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My để điều tra hành vi nhận hối lộ. Các bị can gồm Lê Kim Vân, nguyên trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Giang, Nguyễn Tấn Lộc, Chánh Văn phòng huyện ủy Nam Giang, nguyên trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Giang và Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bắc Trà My, nguyên trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Trà My bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án này, trước đó tháng 12 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Chí Phát và Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tin học Viễn thông Vietcom về tội đưa hối lộ và Nguyễn Đức Thuận, nguyên kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Giang về tội nhận hối lộ. Theo điều tra, từ năm 2019 đến năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My được giao làm chủ đầu tư các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục. Quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu, các đối tượng Lê Kim Vân, Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Thanh Tùng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thỏa thuận và nhận tiền của bị can Nguyễn Văn Quốc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho Quốc trúng các gói thầu nêu trên. Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Lê Văn Mót, thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra. Theo thông tin ban đầu được biết, ông Lê Văn Mót sinh năm 1966, bị khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Phú Quốc vào đầu năm 2022. Vụ án này đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang điều tra mở rộng. Liên quan vụ án này, trước đó ngày 4 tháng 4, Công an tỉnh Kiên Giang cũng bắt cựu Trung tá Phạm Văn Huy, nguyên cán bộ đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự thành phố Phú Quốc. Trước khi bị bắt, cựu Trung tá bị cho ra khỏi ngành vì bị tố cáo có nhiều vụ việc liên quan đến tiền bạc và mua bán đất đai tại địa phương. Cuối năm 2017, thời điểm Phú Quốc nổi lên nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm, Đại tá Lê Văn Mót từ vị trí trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được điều động về làm trưởng công an huyện Phú Quốc, nay là thành phố Phú Quốc với nhiều kỳ vọng. Ở chiều ngược lại, Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh được điều động vào đất liền thay vị trí của Đại tá Mót. Kết quả là sau hơn 5 năm, Đại tá Mót giữ chức trưởng công an thành phố Phú Quốc, tình hình tội phạm ở Phú Quốc vẫn không thuyên giảm, thậm chí ngày càng nảy nở và manh động hơn. Riêng năm 2022 vừa qua, tại Phú Quốc đã xảy ra hàng loạt vụ án sát hại người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, chất cấm, gây rối trật tự công cộng. Đỉnh điểm là vụ hơn 70 giang hồ nổ súng làm 6 người thương vong vì tranh chấp đất đai xảy ra tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc hồi tháng 10 năm 2022. Đầu năm 2023, Công an tỉnh Kiên Giang điều động ông Mót về lại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, giữ chức trưởng phòng và sau đó nhận quyết định nghỉ hưu vào đầu năm 2024.